Tổng thống Séc hiên kế về cách để có thể mua 800.000 quả đạn pháo cho Ukraine Tiết lộ yếu tố quyết định làm nên chiến thắng trong cuộc chiến Nga-Ukraine Binh sĩ Ukraine kinh hoàng nhớ lại thời khắc Avdiivka thất thủ Pháo tự hành Mogadana chứng minh độ tin cậy sau màn so găng với UAV Lancet trong cuộc hội thảo với các nhà lãnh đạo từ năm quốc gia thành viên EU mới đây, Tổng thống Sepp Pet đã thông báo rằng Séc đã tìm ra phương thức để mua 800.000 quả đạn pháo cho Ukraine. Tuy nhiên, việc này vẫn cần nguồn tài trợ để thực hiện. Ông Paven đã nhấn mạnh về những thách thức trong việc cung cấp vũ khí và đạn dược cho lực lượng vũ trang Ukraine. Trong bối cảnh đó, ông đã chia sẻ rằng Praha đã tìm ra cách để sắp xếp các nguồn cung cấp như vậy. Ông nhận định, chúng ta cần phải hỗ trợ Ukraine bằng cách tìm kiếm đạn dược từ mọi nguồn có sẵn. Chúng ta phải linh hoạt và sáng tạo như những lính Ukraina và tìm kiếm các thiết bị quân sự ở khắp nơi. Ông Paven cũng chia sẻ rằng sẽ đã tìm kiếm nguồn cung cấp quân sự trên toàn thế giới và sau đó làm việc với các đối tác NATO của chúng tôi. Ông đặc biệt đề cập đến Đan Mạch, Hà Lan và Canada, những quốc gia đã cung cấp nguồn lực để đưa thiết bị quân sự đến Séc. Ông giải thích, sau đó chúng tôi nhanh chóng vận chuyển nó đến Ukraine, Ông Paven nói thêm, cho đến nay chúng tôi đã tìm thấy nửa triệu quả đạn pháo 155mm và 300.000 của đạn pháo 122mm. Chúng tôi có thể vận chuyển đến Ukraine trong vài tuần nếu có đủ kinh phí. Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề với các đối tác của mình ở Mỹ, Đức, Thụy Điển để được hỗ trợ như vậy. Trước đó tại Munich, Đan Mạch đã kêu gọi châu Âu không nên đặt lý do về vấn đề sản xuất, làm trở ngại cho việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Trong khi đó, theo một báo cáo được công bố ngày 15 tháng 2 của Mỹ, việc quân đội Ukraine sử dụng quá mức các hệ thống pháo binh của họ đã gây ra nhiều vấn đề hơn là chỉ là thiếu đạn dược. Business Insider đưa tin về báo cáo từ Tổng thanh tra đặc biệt gửi đến Quốc hội Mỹ về chiến dịch Atlantic Resolve. Chiến dịch của Mỹ nhằm luân phiên triển khai lực lượng tại châu Âu để đối phó với Nga kể từ năm 2014. Báo cáo chỉ ra rằng, mức độ bắn phá liên tục vượt qua mức cung ứng từ các nguồn viện trợ quốc tế và sản xuất trong nước của Ukraine. Đáng lo ngại hơn, báo cáo cũng lưu ý rằng mức độ bắn pháo cao của quân đội Ukraine cũng ảnh hưởng đến việc duy trì các hệ thống pháo binh trong nước và đòi hỏi sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế báo cáo nhấn mạnh việc sử dụng cực kỳ tích cực các loại vũ khí này trong khi phụ tùng thay thế có giới hạn đã dẫn đến việc vũ khí vẫn được sử dụng khi đã quá thời hạn bảo trì hoặc thay thế được khuyến nghị việc ukraine sử dụng hỏa lực pháo binh ngoài mục đích dự định có thể gây ra hỏng hóc nghiêm trọng cho khí tài cũng như gây thương vong cho binh sĩ theo báo cáo kết luận chiến lược của ukraine là ưu tiên sử dụng các hệ thống máy bay không người lái cho các nhiệm vụ tấn công giám sát và dẫn đường trong xung đột với Nga. Sở hữu ít đạn dược hơn, Ukraine phải bắn thông minh hơn. Các binh sĩ Ukraine cho biết máy bay không người lái của họ dường như hoạt động tốt khi phối hợp với pháo binh tăng độ chính xác lên 250%. Tuy nhiên, nguồn tài nguyên thời chiến của đất nước đang cạn kiệt trầm trọng. Ukraine gần đây không thể nhận được thêm viện trợ từ Mỹ và nếu viện trợ này tiếp tục bị Quốc hội Mỹ chỉ hoãn, lực lượng Kiev có thể phải chịu thêm áp lực, thậm chí đối mặt với viễn cảnh thua cuộc. Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS có trụ sở tại Anh, thiếu hụt thiết bị và vật tư nói chung đã làm cho Ukraine không thể khai thác tối đa sức mạnh của các đơn vị chiến đấu mới. Ngược lại, Nga đã sản xuất đủ xe tăng, phương tiện chiến đấu và các thiết bị khác, cũng như có kho dự trữ đủ lớn để bù đắp tổn thất. Theo phân tích của IISS, Moscow có đủ phương tiện để tiếp tục cuộc chiến với tốc độ tiêu hào thiết bị hiện tại trong 2 đến 3 năm nữa. Các phân tích gần đây khẳng định rằng Nga cũng có thể duy trì tình trạng tổn thất binh sĩ như hiện tại trong 2 năm tới. Ngày 17 tháng 2 trong bài bình luận trên tờ Reporter, chuyên gia quân sự Nga, Sergei Mazetsky đã đưa ra một số quan điểm sau 2 năm lực lượng vũ trang Nga tham gia chiến dịch quân sự tại Ukraine. Trong đó có những vấn đề mặc dù có vẻ lộn thời, nhưng vẫn còn có tác động lớn và thậm chí tạo ra xu hướng mới trong xung đột hiện đại trên mặt đất. Điều quan trọng đầu tiên là yếu tố quyết định chiến thắng trong xung đột vẫn là pháo binh và bộ binh, không phải những vũ khí công nghệ cao như tên lửa hay máy bay không người lái. Trước khi xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine bùng nổ, nhiều người, thậm chí là các chuyên gia quân sự có uy tín, đã có ấn tượng sai lầm rằng để đánh bại đối thủ, chỉ cần sử dụng vài ngàn quả tên lửa là đủ. Nhưng sau hai năm qua, đã rõ ràng rằng pháo binh vẫn là vũ khí vô địch trên chiến trường. Hơn hai năm qua, hơn 1.000 tên lửa tấn công chính xác và máy bay không người lái tấn công của Nga đã tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên, Điều này không dẫn đến việc ký sụp đổ và lực lượng vũ trang Ukraine phải chịu thất bại. Theo chuyên gia chỉ có lực lượng bộ binh tình nhuệ được hỗ trợ trực tiếp từ hòa lực của pháo binh mới có thể tiến về phía trước, kiểm soát chiến trường và lãnh thổ. Xu hướng thứ hai mà ông Sergei Mazesky chỉ ra là sự hội tụ các đặc tính chiến thuật và kỹ thuật của đạn dược đối với các loại vũ khí khác nhau và sự lai tạo giữa chúng. Để tăng khả năng bay, đạn pháo hiện nay cũng phải có khả năng phản ứng chủ động, kiểm soát và độ chính xác cao. Trong tương lai, bom truyền thống sẽ được trang bị các mô đun điều chỉnh và cánh để bay ra khỏi điểm thả. Hơn nữa, các động cơ cỡ nhỏ sẽ được thêm vào để tăng bán kính chiến đấu của chúng. Các kỹ sư Mỹ đã là những người đầu tiên nghĩ đến việc phóng bom lượn không phải từ máy bay mà từ mặt đất. Họ thử nghiệm chúng từ các bệ phóng MLRS Hima và chúng có thể bay tới tấn công các mục tiêu có tầm xa lên tới 150 km với độ chính xác cực cao. Chuyên gia đã minh họa rằng quân đội Nga có thể gặp khó khăn khi Na Uy cung cấp cho lực lượng vũ trang Ukraine để thử nghiệm loại đạn pháo tầm xa Solid Fuel Ramjet cỡ nòng 155mm với những tiềm năng hứa hẹn. Tùy thuộc vào chiều dài nòng súng L39 trên L52, tầm bắn của loại đạn này có thể điều chỉnh từ 120 đến 150 km. Ở Nga cũng có hiện tượng tương tự xảy ra khi các kỹ sư đã chế tạo bom lượng cho máy bay không người lái tấn công dựa trên cơ sở tên lửa được thiết kế cho các hệ thống pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad hoặc MLRS Tornado cờ. Nhìn chung, mọi vũ khí đang ngày càng gần kề nhau hơn, trộn lẫn và kết hợp. Nếu các nền tảng trang bị vũ khí không đạt độ tương thích cao để sử dụng mọi lại đạn dược, hoặc không có tính mở để tích hợp thêm các loại vũ khí mới, thì chúng sẽ không đạt được hiệu quả mong muốn trên chiến trường. Trước cuộc tấn công khốc liệt của lực lượng Nga, Ukraine đã ra lệnh rút quân hoàn toàn khỏi thành phố chiến lược Abdiivka, miền đông Ukraine, ngay trước bình minh ngày 17 tháng 2, từ bỏ nơi được xem là pháo đài quân sự trong hơn một thập kỷ. Trong cuộc rút quân này, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sisky đã thông báo trong một thông cáo phát ra vào đêm ngày 16 tháng 2 rằng quyết định này được đưa ra để bảo đảm sự an toàn cho các binh sĩ và để tránh bị bao vây. Theo New York Times, việc Abdiivka rơi vào tay lực lượng Nga đánh dấu một thất bại lớn đầu tiên của Ukraine kể từ tháng 5 năm ngoái. Lực lượng Nga đã tăng cường tấn công vào thành phố này bằng cả cuộc oanh tạc từ trên không và tấn công trên đường bộ, gây ra thương vong đáng kinh ngạc nhờ ưu thế về quân lực và vũ khí. Ngay từ ngày 14 tháng 2, các đơn vị quân đội của Ukraine đã bắt đầu rút lui khỏi vị trí ở phía nam Abibka. Các đơn vị còn lại đã tham gia vào một trận chiến tuyệt vọng để tránh nguy cơ bị bao vây bên trong thành phố, đặc biệt khi lực lượng Nga tấn công từ nhiều hướng. Người đứng đầu lực lượng miền nam Ukraine, ông Oleksandr Tanavsky, cho biết Ukraine không có lựa chọn nào khác ngoài việc rút lui, vì Nga có ưu thế về hỏa lực và số lượng quân sĩ việc rút khỏi Abdiivka về phía tây bắc thành phố Donetsk được coi là giải pháp đúng đắn duy nhất ở thời điểm này. Ngày 16 tháng 2, trong một bài đăng trên Telegram, ông Tanhapsky chia sẻ thêm thông tin rằng một số binh sĩ Ukraine đã bị bắt giữ trong quá trình rút quân. Theo tờ Rusikaza Gazeta của Nga, vào ngày 17 tháng 2, cờ Nga đã được treo lên trên lối vào tòa nhà hội đồng thành phố Abdiivka, thay thế cho lá quốc kỳ của Ukraine. Không lâu trước đó, cờ Nga đã được tung bay trên nóc nhà máy than cốc Abdiivka một địa điểm được bảo vệ bởi lữ đoàn xung kích số 3 của Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã thông báo với Tổng thống Vladimir Putin về thắng lợi tại Avdiivka. Tờ AP trích dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tại Điện Kremlin, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin rằng, dưới sự chỉ huy của Đại tướng Andrei Movichev, quân đội Nga đã hoàn toàn kiểm soát được thành phố Avdiivka, nơi từng là pháo đài kiên cố của lực lượng vũ trang Ukraine. Ngày 16 tháng 2, tờ New York Times đã phỏng vấn những binh sĩ Ukraine không tiết lộ danh tính qua điện thoại. Họ đã chia sẻ về nỗ lực quyết liệt của họ để trốn thoát khỏi thành phố đang bị lực lượng Nga bao vây. Trải qua những thời điểm kinh hoàng, họ phải vượt qua những tòa nhà bị sập đổ trong tiếng nổ của pháo, với lực lượng Nga tiến công từ nhiều hướng. Pháo chỉ huy lữ đoàn xung kích số 3, thiếu tá Rodion Kuriasov chia sẻ, tại một khu vực của thành phố, binh sĩ lữ đoàn 3 bị bao vây hoàn toàn, nhưng họ đã cố gắng đột phá và thành công. Trong cuộc trò chuyện qua điện thoại, một số binh sĩ đã thể hiện lo ngại về việc lệnh rút lui được đưa ra quá muộn, thậm chí được đăng trên mạng xã hội, làm cho cuộc rút lui của họ trở nên nguy hiểm hơn nhiều. Binh sĩ Victor Biliac, hay còn được biết đến với tên là Hentai, từ lữ đoàn 110, đội quân bảo vệ Abdiipka đã tường thuật về cuộc sơ tán của mình ra khỏi doanh trại Zenit ở phía nam thành phố vào ngày 15 tháng 2. Theo lời của Hentai, đơn vị của anh không có đủ thời gian để sắp xếp sơ tán một cách có tổ chức, không kịp thu dọn vũ khí và trang bị, cũng như không kịp thiêu giấy tờ và lắp đặt mìn để ngăn chặn lực lượng Nga tấn công. Mặc dù 10 người trong đơn vị đã cố gắng rút lui vào đêm ngày 14 tháng 2, nhưng không thành công. Ban đầu họ phải giao tranh với đối thủ để mở lối đi, sau đó lại phải đối mặt với tấn công từ pháo binh. Hentai chia sẻ trên kênh Telegram rằng, hành động giải cứu diễn ra vào ban ngày, một thời điểm rất nguy hiểm vì dễ bị phát hiện và bị tấn công từ đối phương. Kết quả là đơn vị của anh có thêm 4 người bị thương, bao gồm cả hentai. Trong số đó chỉ có 3 người có thể trở lại chiến trường. Sáng hôm sau, anh và đồng đội tham gia vào cuộc giải cứu một người bị thương khác. Tính đến tối ngày 15 tháng 2, đơn vị này tiếp tục thực hiện một nỗ lực giải cứu khác. Những người bị thương nặng được yêu cầu đợi xe bọc thép đến để sơ tán. Bình sĩ Hentai nhớ lại, các nhóm lần lượt rời đi từ nhóm này sang nhóm khác. Bởi vì vẫn còn khả năng di chuyển sau khi bị thương, anh quyết định không chờ đợi xe sơ tán mà dẫn đầu một nhóm quân thoát ra ngoài. Bình sĩ Hentai miêu tả, với tầm nhìn gần như bằng không, nhóm mèo mù chúng tôi đi theo chỉ dẫn từ chiếc drone. Pháo binh của đối phương lan rộng khắp nơi con đường tới abdi chật cứng với những thi thể của đồng đội chúng tôi anh cho biết xe sơ tán không bao giờ đến đón những người bị thương khi nhóm cuối cùng rời bong ke hẹn tai từng có nghe được một người lính liên lạc qua bộ đàm và hỏi về phương tiện sơ tán viên chỉ huy của anh ta trả lời rằng không có chiếc xe sơ tán nào đến cả và họ nên để những người bị thương trở lại Hẹn tai cay đắng việc chỉ huy này không hề hay biết mình đang nói chuyện với một người lính bị thương cuộc đối thoại qua bộ đàm đã làm chúng tôi đau nhói tới tận tâm can. Cuộc rút quân của Ukraine khỏi Avdiivka đã diễn ra từ sáng ngày 17 tháng 2 dưới sự bắn phá gay gắt từ lực lượng Nga. Bộ chỉ huy quân đội Ukraine thông báo rằng việc rút quân khỏi phía nam thành phố đã được thực hiện với tổn thất nhỏ. Tuy nhiên, các đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội bởi các binh sĩ Ukraine đã cho thấy việc di chuyển trong khu vực trở nên vô cùng nguy hiểm. Ngày 16 tháng 2, chỉ huy của tiểu đoàn cơ giới số 2 thuộc lữ đoàn xung kích số 3 Ukraine cho biết rằng lực lượng Nga đã sử dụng đạn cháy để thiêu đốt các bình chứa nhiên liệu nguy hiểm tại nhà máy than cốc Avdiivka. Vị chỉ huy chia sẻ, khi đốt, chất độc này gây hậu quả cực kỳ nghiêm trọng đối với sức khỏe, thậm chí đe dọa tính mạng các binh sĩ của chúng tôi. Sau đó, do đã mang những đám khói đen độc hại này bao phủ thành phố. Theo New York Times, hiện vẫn chưa rõ liệu lực lượng Ukraine ẩn náu trong nhà máy than cốc Abdiivka đã rút lui được hay không. Trong thông điệp mới đây, Cơ quan báo chí của công ty xe bọc thép Ukraine đã xác nhận một chi tiết đáng chú ý đã được thảo luận tích cực trên mạng xã hội một ngày trước đó. Một trong những tổ hợp pháo tự hành 2S22 Bogdana do công ty xe bọc thép Ukraine chế tạo đã thành công trong việc chống lại tác động từ máy bay không người lái cảm tử Lancet. Mặc dù bị hư hại đáng kể sau đòn tấn công từ chiếc Lancet, khẩu pháo tự hành vẫn giữ được lớp giáp chống đạn, cứu sống, kiếp chiến đấu. Cơ quan báo chí của nhà sản xuất tuyên bố pháo tự hành Bogdana trong 155mm theo tiêu chuẩn NATO đã chứng minh độ chính xác trong tác chiến chống lại mục tiêu đối phương. Hôm nay chúng tôi đã cung cấp bằng chứng rõ ràng về sự tiên cậy. Nhà máy thông báo rằng họ đang xử lý trường hợp đầu tiên biết đến khi pháo tự hành nội địa Bogdana bị hỏng trong trận đánh. Đây là một ví dụ điển hình về khả năng bảo vệ của phương tiện sau khi bị máy bay không người lái cảm tử lan xét tấn công. Sự kiện này một lần nữa làm nổi bật mức độ đáng tin cậy của pháo tự hành 2S-22 Bogdana. Dự báo đây cũng có thể là sự khởi đầu của một vòng đối đầu giữa khiên và kiếm mới, đặc biệt là giữa máy bay không người lái cảm tử và phương tiện cơ giới trên chiến trường. Theo giới thiệu từ nhà sản xuất, vỏ giáp trang bị cho cabin của pháo tự hành Bogdana có khả năng bảo vệ kíp điều khiển khỏi đạn súng bộ binh cỡ nhỏ và mảnh pháo. Trong trận đánh vừa qua, Bogdana cũng may mắn khi phần cabin không bị tác động trực tiếp sau khi chiếc lan xét phát nổ. Ngày 18 tháng 2, Bộ Nội vụ Anh cho biết nước này sẽ gia hạn thêm 18 tháng thị thực cho những người Ukraine đủ điều kiện ở lại hợp pháp. Bộ Nội vụ ước tính quyết định gia hạn sẽ tác động tới 283.000 người Ukraine đang tị nạn tại Anh. Bộ trưởng nhập cư Tom Puglov nói rõ việc gia hạn thị thực sẽ đảm bảo sự chắc chắn và yên tâm hơn cho những người Ukraine. Ông cũng cam kết sẽ tiếp tục cung cấp nơi ở an toàn cho những người tị nạn Ukraine trong thời gian tới. Hiện tại, anh đang thực hiện hai chương trình hỗ trợ cho người tị nạn từ Ukraine, một chương trình dành riêng cho những người có gia đình hiện đang sinh sống tại Anh và chương trình còn lại cho phép người dân Anh mở cửa nhà mình để cung cấp chỗ ở cho những người tị nạn Ukraine đang chịu ảnh hưởng từ cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Chính phủ Anh đưa ra dự đoán rằng bắt đầu từ năm 2025, hàng trăm nghìn người tị nạn từ Ukraine sẽ có thể nộp đơn để ở lại Anh và tiếp tục tham gia vào thị trường lao động, cũng như tận hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giáo dục được cung cấp tại đất nước này. Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Anh được xem là một trong số những quốc gia tích cực nhất trong việc hỗ trợ Kiev. Ngoài các chương trình riêng của mình, nước này đang thúc đẩy các nhà lập pháp ở Mỹ để bỏ phiếu thông qua gói viện trợ an ninh trị giá 95 tỷ USD cho Ukraine và nhiều quốc gia đồng minh khác. Đồng thời, Anh cũng cam kết cung cấp hàng nghìn máy bay không người lái cho Kiev. Ngày 17 tháng 2, Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen thông báo rằng trong vòng 3 tuần tới, EC sẽ đề xuất chiến lược công nghiệp quốc phòng và mở một văn phòng ở Ukraine để giám sát vấn đề cải cách quốc phòng. Tại hội nghị an ninh đang diễn ra tại Munich, Đức, bà von der Leyen cho biết đề xuất nhằm tăng chi tiêu quốc phòng một cách hiệu quả hơn thông qua các thỏa thuận và hợp đồng mua sắm chung. Mục tiêu của kế hoạch là nâng cao khả năng dự đoán của các tập đoàn trong ngành và tăng cường khả năng phối hợp và tương tác giữa các lực lượng vũ trang của các nước thành viên. Bà Von der Leyen nhấn mạnh rằng cần củng cố nền tảng công nghiệp quốc phòng của châu Âu và xây dựng một châu Âu mạnh mẽ. Theo Chủ tịch EC, các chương trình quốc phòng của châu Âu cần tính đến Ukraine do cuộc xung đột tại nước này vẫn chưa kết thúc. Hội nghị an ninh Munich 2024 diễn ra từ ngày 16 tháng 2 đến 18 tháng 2. Ngày cuối cùng của hội nghị sẽ tập trung vào các cuộc thảo luận về vai trò của châu Âu trên thế giới và mối quan hệ của Liên minh châu Âu-EU với các đối tác. Bên cạnh các phiên họp chính thức, Hội nghị An ninh Munich 2024 còn tổ chức khoảng 200 sự kiện phụ. Hội nghị An ninh Munich được hình thành cách đây 60 năm là diễn đàn hàng đầu thế giới về chính sách an ninh quốc tế, nơi hình thành các sáng kiến ngoại giao nhằm giải quyết các mối quan ngại an ninh cấp bách. Ngoài hội nghị thường niên, Hội nghị an ninh Munich còn tổ chức các sự kiện cấp cao về các chủ thể và khu vực cụ thể, đồng thời xuất bản báo an ninh Munich hàng năm, tập hợp số liệu và nghiên cứu về những thách thức an ninh quan trọng. Theo New York Times, trong tuần này, Israel đã tiến hành các cuộc tấn công bí mật vào hai đường ống dẫn khí đốt tự nhiên ở Iran. Theo các quan chức phương Tây trích dẫn bởi New York Times, Israel đã nhắm vào các cơ sở quân sự và hạt nhân trong Iran từ lâu, nhưng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng trong tuần này đánh dấu sự leo thang trong tình trạng bế tắc kéo dài nhiều năm giữa hai nước và mở ra một biên giới mới. Theo các nguồn tin giấu tên của tờ báo, một vụ việc riêng là do hành động phá hoại của Israel. Vụ nổ làm dung chuyển một nhà máy hóa chất ở ngoại ô Tehran hôm 15 tháng 2, mà các quan chức địa phương tin rằng đó là một vụ tai nạn. Hai đường ống dẫn khí của Iran dài hơn 1.000 km và vận chuyển khoảng 57 triệu mét khối đã bị tấn công. Các vụ nổ đã làm mất khoảng 1 phần 6 sản lượng khí đốt tự nhiên hàng ngày của Iran và khiến mất điện cục bộ, theo một trong những nguồn tin của New York Times, trong khi Iran cho biết thiệt hại là không đáng kể và công việc sửa chữa đã được hoàn tất vào tối ngày 14 tháng 2. Cuộc tấn công này được coi là một cảnh báo rõ ràng về khả năng gây ra thiệt hại mà Israel có thể gây ra. Một quan chức Iran nói với tờ báo rằng, với sự phân bố rộng lớn và đa dạng của địa hình mà các đường ống chạy qua và sự tuần tra thường xuyên của Iran, việc thực hiện một vụ phá hoại như vậy đòi hỏi có sự hiểu biết sâu sắc về hệ thống này. Hiện tại, Israel vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về những thông tin liên quan đến cuộc tấn công vào đường ống dẫn khí đốt của Iran. Các hoạt động quân sự gần đây của Israel và Mỹ đã khiến các chỉ huy Iran tại Syria bị loại khỏi vòng chiến đấu và tấn công các mục tiêu của trục kháng chiến ở Iraq và Syria. Mặc dù Iran ủng hộ trục kháng chiến, họ đã quyết định phủ nhận mọi liên quan đến sự kiện diễn ra vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 khi Hamas tấn công Israel. Các dự đoán cho thấy xu hướng công nghệ khí hậu sẽ bùng nổ và trở thành một lĩnh vực hấp dẫn về mặt kinh tế trong năm 2024. Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với những hậu quả của biến đổi khí hậu, các xu hướng công nghệ khí hậu sẽ tiếp tục đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy các giải pháp bền vững. Công nghệ nhằm giải quyết khủng hoảng khí hậu tập trung chủ yếu vào việc giảm phát thải khí nhà kính. Dữ liệu từ công ty PwC Anh vào cuối năm 2023 cho thấy các thỏa thuận về công nghệ khí hậu chiếm 10% tổng số thỏa thuận công nghệ trên toàn cầu, con số này đã tăng từ 1,5% lên 10% trong thập kỷ qua. Mặc dù tăng trưởng diễn ra chậm nhưng ổn định, theo nhận định từ nhà sáng lập và đối tác quản lý của Quỹ Đầu tư Mạo hiểm Công nghệ Khí hậu Blue Vision Capital Canada, ông May Rapkin, công nghệ khí hậu sẽ phát triển mạnh mẽ trong năm 2024 với những xu hướng dưới đây. Xu hướng sử dụng năng lượng sạch đang trở nên phổ biến hơn trong năm 2024. Với việc quá trình chuyển đổi sang nguồn năng lượng sạch trên toàn cầu đang nhận được động lực mạnh mẽ và rõ ràng hơn so với những năm trước, với hơn 120 quốc gia cam kết tăng gấp 3 lần công suất năng lượng tái tạo vào năm 2030, thế giới đang hướng tới một bước nhảy vọt trong việc xây dựng một tương lai xanh hơn cùng với cam kết này là việc dần loại bỏ sử dụng nhiên liệu hóa thạch và chuyển hướng đến các nguồn năng lượng sạch như năng lượng mặt trời năng lượng gió thủy điện và năng lượng địa nhiệt tính toán lượng carbon đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống lại biến đổi khí hậu vì nó cung cấp công cụ cần thiết cho các công ty doanh nghiệp và tổ chức để đo lường quản lý và báo cáo lượng carbon cũng như lượng phát thải khí nhà kính khác khi mọi tổ chức đều đang nỗ lực để đạt được một mức trung hòa carbon, thị trường phần mềm tính toán lượng carbon dự kiến sẽ phát triển mạnh mẽ. Dự báo cho thị trường này cho thấy sự tăng trưởng đáng kinh ngạc từ 15,31 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023 lên 64,39 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Trong bối cảnh khó khăn về nguồn nước trên toàn cầu, việc bổ sung nước cho các tầng ngầm bị cạn kiệt là một biện pháp đầy hy vọng. Sử dụng nước thải đã qua xử lý để bổ sung nước ngầm nhân tạo đánh dấu một sự thay đổi trong cách tiếp cận khai thác nước, mang lại giải pháp thay thế bền vững cho quá trình loại bỏ muối. Phương pháp tiên tiến này đại diện cho một bước tiến quan trọng trong việc quản lý tài nguyên nước một cách có trách nhiệm. Trong năm 2024, năng lượng tái tạo sẽ trải qua một cuộc cách mạng các dự án lưới điện thông minh và bền vững dựa vào nguồn năng lượng mặt trời và gió tiếp tục dẫn đầu trong việc thúc đẩy sự chuyển đổi từ lưới điện truyền thống những người đam mê công nghệ nhà thông minh xe điện sẽ là những người tiên phong trong việc từ bỏ lưới điện truyền thống để chuyển sang sử dụng năng lượng tái tạo